Dạ rồi ha, xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay có dịp đến miếng vườn của người bạn nè cả nhà. Vườn của người bạn nói chung là miếng vườn này nuôi cây rất là sung khỏe ha cả nhà, sung khỏe. Thì cũng chuẩn bị sửa đây cả nhà. Thì quê em thì vào những cái tháng tháng 8 ha, tháng 8, tháng 9 thì tháng này thì bắt đầu vào vụ ha, vụ để sửa mai. Thì những cái cây nào mà cái tàn nó mình chưa chỉnh sửa lần nào đó, cái bắt đầu mình phải vấn dây chỉnh sửa ha, chỉnh sửa ra cho nó đẹp ha. Hoặc là những cái số cây nào mà nó còn sung quá đó cả nhà, thì có thể mình sẽ chỉnh ha, chỉnh sửa ra để cho cái cây mình nó sừng đọt lại ha, sừng đọt lên. Rồi quá trời ha, đây là Phú Tân nữa nha. Hiện tại bây giờ mà cây nó sung đi tược nữa cả nhà thấy không, còn đi tược rất là mạnh ha, rất là mạnh. Thì có số thì cũng đã tạo nụ, có số cũng chưa tạo nụ ha. Nếu mình không chỉnh sửa thì cái cây mình nó nụ nó sẽ không có mùi đâu, không có lớn đâu. Như Phú Tân thường là Phú Tân nó phượt đọt ha, cả nhà mình thấy không? Nó đi tược rất là mạnh luôn ha, xanh sung mướt ha. Đó thì tùy theo mỗi người thôi, cách sửa của mỗi người để tạo cái dáng cái cây của mình cho nó đẹp thôi, nó tròn nó đều ha. Thì tròn nó đều là khi lại lá ra cái cây mình nó sẽ kẹo lại ha, nó không có bị trống bên nào hết. Như cây này thấy rất là tròn đều ha. Thì gốc này nè, tất cả ở đây thì người bạn em cũng có giao lưu nha cả nhà. Chung thì em sẽ để cái số điện thoại lên cái tiêu đề của em đó. Thì cô chú anh chị nào thì có dịp ha, có dịp hoặc là có mua chơi Tết một vài cây ha, hoặc là số lượng nhiều để bán thì người bạn em cũng có giao lưu ha. Thì nói chung là người bạn em từ nào giờ không có bán qua bưu điện nha cả nhà. Thì nếu có dịp á, có dịp thì cô chú anh chị mình về quê, hoặc là có thể điện trực tiếp ha, có điện trực tiếp, ví dụ gần ở đây thì có thể là đi xe Honda hoặc là xe tải gì đó gần ha, chứ chuyển xa thì người bạn em không có biết nha. Thật ra thì không có biết chuyển qua đường bưu điện đó, cả nhà thấy không, này rất là nhiều nha, khoảng từ nhỏ tới lớn khoảng 600-700 cây nha cả nhà, 600-700 cây lớn nhỏ. Cái tấp này là tấp nhỏ nè, chậu 4, chậu 5 nè cả nhà. Tí nữa em sẽ lại trước quay cái lô chậu 6, chậu 7, cây số tàn là cao 2m, 2m rưỡi á. Cao 2m, 2m rưỡi ha. Quá trời cái dàn Phú Tân nè cả nhà. Dàn Phú Tân nó đi được nè. Khủng khiếp ha. Được như vậy mà nếu mình không sửa là không bao giờ mà cái nụ nó đẹp đâu nha cả nhà. Nên mình phải sửa, mình đài lại ha, cho nó sừng cây lại. Sửa này rất là nhiều dây ha, tốn tiền dây. Bây giờ khi mà nuôi một cây mai mình muốn cho nó thật đẹp á thì mình sửa từ nhỏ tới lớn đó, nó tiền công, tiền dây, tiền chi phí phân thuốc ha. Phân thuốc năm nay lại cao nữa, nên một cây mai hiện tại bây giờ mình nuôi mà nếu mà không khéo ha, không đạt thì mình bán nó sẽ bị lỗ luôn nha nha. Nên mình nuôi phải cái cây cho nó sung khỏe đều. Ví dụ mua 10 cây mà mình để xi phân 3-4 cây là có thể là mình lỗ rồi đó cả nhà. Nên chi phí nó rất là cao ha, rất là nhiều. Đây, lâu này ha. Thay chậu đẹp hết ha. Những cái này, tết này thì được thì cũng giao lưu tại vườn, tại nhà. Thì không nữa thì cũng đi chợ ha. Thì người bạn em đi rất là nhiều điểm nha, chung là đi khoảng 4-5 điểm đó. Một năm là đi chi phí tiền xe, tiền lô bãi á, rất là nhiều nha. Đây, có số cây dưới đất nè. Đây cả nhà, cái cây này là cây tứ quý ghép nha cả nhà. Ghép này em biết có khoảng gần 2 mùa rồi đó cả nhà. Tầm cao của nó hiện tại bây giờ độ khoảng 3 mét có trên nha. 3 mét có trên. Cây này chưa chỉnh sửa nè. Đặc biệt cái cây này cái này ghép Thủ Đức nha cả nhà, ghép Thủ Đức ha, Đức mà cái bộ đế nè, cả nhà thấy bộ đế thôi,
nó tròn dình luôn nha. Nó tròn lắm nè, nó được ha. Cọng rễ này mà cạo vô đây tí nữa thì nó sẽ gom cái đế mình nha. Nè, thấy cái đế không, mặt này đẹp nè nha, sắp đều ha. Đục cái rễ này cho nó đều đều lên nữa là này nó còn xuống đế nữa nè ha, xuống đế nữa. À, đóng nói này, những cái cốt ghép đây hiện tại bây giờ nó liền luôn nha, nha. Liền hết ha. À, sao nó liền hết ha? Đây mặt này đẹp ha nha, rất là tròn ha. Cây này thì được mình chơi mình để trên bồn ha, bồn trước cửa nhà chơi rất là đẹp nha, nha. Được cái tầm cao ha. Cây này thì nói lên khi mình nuôi lâu, càng lâu thì càng tầm cao nó càng nhiều ha. Giờ chỉ chỉnh sửa kéo xương ra là đã toàn rồi. Thả, đang thả. Cả nhà thấy nếu sửa dây tiền dây không bằng 300kg dây đi. 300kg dây. Nếu mình sửa cho thẳng chừng thì một cây khoảng 500g là bình thường hết nha. Một cây 500g, nó quấn dây 3 rưỡi với 4. Thì 500g thì mình sửa mà 400 cây đi thì cũng 200kg dây trở lên ha. Nên tiền dây, tiền công, tiền chi phí cũng mấy chục triệu rồi đó nha. Sửa này 7-8 người sửa. Quá thì xanh luôn đó nha. Cái lô này thì chậu 4 nha, chậu 4, 4 rưỡi, 5 đó, tất cả nó lên thì theo góc bự thì mình vô chậu bự hơn ha. Lô cắt lùm liền ha, cắt lùm ghép thì em người bạn này cũng gần nhà nè, thì có lô ghép 3 mùa, có lô ghép 1 mùa rưỡi, 2 mùa ha, nói chung mùa rưỡi trở lên nên cái cây nha, tàn nó đều hết rồi. Đó, cái tấp lớn nè, tấp này lớn ha, đủ dáng thế hết nha. Tấp cao, tấp cao này 1m mấy nè. Đó, bắt đầu vô cái khung lớn nè ha, khung lớn, khung lớn thì cái dàn nụ tại vì có chỉnh sửa rồi, dàn nụ lên cũng khá là đều hết ha, khá là đều, màu xanh mướt hết ha. Đây các nhà thấy ha, nụ cũng đã tới ngoài hết ha. Nên những cái cây mà nó tầm Thủ Đức mình tầm 2 mùa trở lên thì cái dàn nụ của mình nó sẽ đẹp hơn ha. Càng già mùa thì cái càng nụ nó càng chắc khỏe ha. Cũng có lô tứ quý nha, tứ quý cũng nhiều ạ, khoảng 20-20 mấy cây ha. Tầm này nè cả nhà, tầm khoảng 30-30 mấy hoành trở lên đó. Đây cũng tứ quý, cây tòng cũng tứ quý nè. Tứ quý nhiều nha, đây tứ quý nữa nè. Khu này là tứ quý nha nha, tứ quý nhiều lắm. Phú Tân, tứ quý Phú Tân, tứ quý ghép Đa Phúc ha, rồi Thủ Đức, đủ thôi nha, đủ loại hết. Đây là Phú Tân nè, tứ quý. Nuôi cái tàn rất là đặc ha, đặt kẹo hết ha. Đây, dàn nút với gà tới ngoài hết luôn nè. Nhà mình thấy không? Màu ha. Mùa mấy mà nhìn thấy cái dàn tàn, dàn nút rất là đẹp ha.
Đó, tới khu này là khu lớn nha cả nhà, chậu 6, chậu 7 nó đủ cỡ hết ta. Thì những cái cây này năm rồi đã chỉnh sửa, cũng có đi chợ cho thuê rồi đó, nên còn lại thì hiện tại bây giờ mình chỉ bấm cho nó tròn thôi ha, bấm cho nó tròn thôi, không cần mình chỉnh sửa nữa. Đối với mây ghép này thì mình sửa thì có sửa những cái cây nào mà nó rối thì mình tháng 5, tháng 6 mình kéo nhẹ xương thôi, chứ mà nếu mình sửa đi cho nó chuẩn đó, chuẩn thì những cái cây đó là tầm những cây bonsai. Còn những cái cây mình để vào cái khung tàn đó cả nhà, khung tàn mình chơi tàn thông đó, thì mình sẽ chủ yếu mình bấm cho nó tròn lại thôi, chứ hạn chế chỉnh sửa ha. Nếu mà chỉnh sửa lỡ cái tàn mà nó lỡ nó gãy một nhánh hoặc là nó hư một nhánh đó thì cái cây mình nó sẽ mất ha, mất nó bị trống một bên nên cái cây nó sẽ không có đẹp ha. Mất một nhánh là mình ghép lại rất là khó nha, đó, ghép lại rất là khó. Nên khi mình đủ tàn rồi, tàn nó xương nó lớn rồi thì mình chỉ kéo xương những cái nhánh nào mà nó chồng chéo thôi, chứ hạn chế sửa nhiều rất là nguy hiểm nha. Đây, cái này cái xù nha, xù lớn nha, sửa này khuyết dày ha, nên những cái cây nào khuyết mình tranh thủ mình sẽ tháo ra, chứ để nó khuyết quá là nó gãy nhánh mình luôn, nên nó hư nhánh luôn ha. Đây, tháo ra ha, chung là nghề thấy như vậy chị không nổi nha cả nhà, phải tháo ra ha, để trong này nó khuyết quá thì khuyết luôn, khuyết vô phần nữa luôn ha, quấn nhiều khi lâu quá cái mình quên đó cả nhà. Khuyết như vậy thì dễ cái nhánh mình dễ nữa, mất sức lắm, tới khi đôn lại nhánh nó bị dập vô tông đó, cái cây mình nó cái nhánh đó nó dễ bị hư lắm ha. Đây cũng có cây tử quý nữa ha, cũng nhiều tử quý lắm nha cả nhà, mười mấy 20 cây vậy ha. Cây này năm rồi cũng có đi cho thuê rồi nè. Ba trời, này thì cái dàn tàn ha, dàn lá nó đẹp ha, rất là đẹp hơn so với năm trước. Em cũng có quay cho cả nhà mình xem đó, nhưng hôm nay cái tàn lại lớn hơn, cây sung khỏe hơn, nút nụ gì mình thấy cũng đều nè cả nhà thấy. Còn dài lần trước nữa nha cả nhà. Nên cái cách nuôi của mỗi người màu khác ha, mỗi người màu khác thì mình nuôi làm sao cảm thấy cái nụ mình trong cái thời gian mà để cho nó lớn nụ, nó tạo nụ thì lúc đó cái cây mình chủ yếu là Tết là chỉ cái dàn nụ thôi. Còn cái dàn lá thì tầm khoảng tháng 10 trở lên thì nói chung là cái dàn lá mình phải mùi ha, mình phải biết cái cách để mình xử lý những cái cây nào mà nó nụ nó non, nụ nó không mùi thì mình phải biết xử lý nha cả nhà. Và trời nữa. Rồi tới cái khung tàn cao nha, 2,5 m có ha, đường kính ngang 2 m, 2 m mấy đủ cỡ hết nha. Thì bạn cũng bán ở Thành Thái ha, nói chung năm nào thì cũng bán gần em ở trên chợ Thành Thái ha, quận 10 đó. Thì những cái cây lớn này thì đa phần là cho thuê còn lại nha cả nhà, cho thuê nên cái cây mình nó còn những cái cây lớn ha. Tới cái khớp lớn rồi nha, tầm cao đó 2,5 m tới lên đó, cao tàn lớn, khung lớn.
Thì hồi sáng em không có ra kịp ha. Có số người là phụ quấn dây sữa đó, sáng có công chuyện nên em không có ra. Thì giờ này ra thì tất cả mọi người đã nghỉ rồi, nên giờ chủ yếu là quay ha, quay sơ lược cho cô chú anh chị nào đó thì có cần những cái mặt hàng Tết á, bán mua về bán lại, hoặc là mình thuê, hoặc là mình mua về mình chơi, thì có dịp ha, đến tận vườn, hoặc là có thể là mình ở gần đây ha, gần khoảng thành phố trở lại đây thì nếu được thì có thể là mình đi xe, muốn xe thì vận chuyển nó dễ hơn ha. Nhưng những cây lớn này thì không bao giờ mình đi cái gửi qua bưu điện được đâu, rất là khó nha, khó vận chuyển lắm. Cái cây mình nó dễ bị hư nhánh đó, các nhánh đó. Tại vì cái tầm lớn này thì mình đóng khung lớn rồi vận chuyển nó xe cộ đó, nó dễ bị gãy nhánh nha. Đây, đây con cây cây sầu nữa nha, sầu ha. Dạ rồi ha, thì hôm nay đến vườn của người bạn thì quay để cho cô bác anh chị mình xem cái những cái mặt hàng lớn nhỏ đó. Thì nếu có dịp hoặc là cô chú anh chị mình có thể điện trực tiếp ha, điện trực tiếp thì kết bạn, có thể là người bạn em thì để cũng giao lưu. Nói chung tất cả trong đây, từ khi những cái cây nào mà bán rồi nuôi lại thì không có giao lưu thôi, còn đa phần thì được thì chủ nhà cũng cũng có giao lưu hết nha. Nên khi bác anh chị mình có dịp hoặc là về ở Bến Tre đây thì địa chỉ xin lỗi nha, sớm giờ em quên nói địa chỉ ở đây thì xã Tân Thiền ha, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đó. Thì có dịp thì về Bến Tre thì cô chú anh chị mình sẽ tham quan ghé vườn ở đây ha. Vườn đây thì cũng gần nhà em thôi, chắc khoảng một cây mấy số ha. Đó, nên cô chú anh chị mình có thể là về tới Chợ Lách thì cô chú anh chị mình điện số điện thoại tại vườn đi, hoặc điện thoại em thì có dịp thì em cũng dắt ra đây ha, để cô chú anh chị mình xem những cái mình xem qua cho vui, hoặc là có thể là mình giao lưu một hai cây gì. Nói chung là khi không giao lưu mình đến tham quan cũng vẫn bình thường nha cả nhà. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Rất cảm ơn cô chú anh chị mình bỏ thời gian xem qua những cái clip của em. Thì hôm nay cũng buổi chiều rảnh ha, thì quay chia sẻ và quay cho một số mặt hàng lớn cho cô chú anh chị mình xem qua. Để rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Dạ em xin mến chào ạ.